bà kia. Ủa tía, anh ba kia đâu rồi tía? Ai biết nó đi đâu sớm mơ giờ. Tao qua có qua nhà Út Đực với thằng Lực á mà tìm mà không, tụi nó không biết. Tía uống nước đi tía. Sớm mơ giờ nó chưa ăn gì á, không biết giờ nó có ăn uống gì chưa. Con có chuẩn bị cơm nước gì chưa? Dạ, má còn luộc rau nữa là xong rồi tía. Má thấy tía về nên má kêu con chạy lên đây hỏi tía rồi dọn cơm lên ăn nè. Thôi từ từ đã, chờ anh này về rồi ăn. Dạ. Ý, anh hai, anh hai về rồi kìa tía. Anh hai, anh đi đâu vậy? Ngồi xuống đi. Bay đi đâu vậy? Ăn uống gì chưa? Con xuống rồi chuẩn bị dọn cơm đi. Dạ. Nè, có chuyện gì cũng phải ăn uống, giữ gìn sức khỏe đó con. Bà kia, con, bà kia, con có thể nghe mẹ nói một lần thôi được không? Tôi đã nói rồi, mẹ tôi đã mất từ lâu, bà đừng nhận nhầm người nữa. Mọi người đừng làm phiền tôi nữa. Bà kia, bà kia. Anh Hải ơi, bây giờ tôi phải làm sao để con nó nhìn nhận tôi đây hả anh Hải? Bây giờ chị hỏi tôi, tôi cũng không biết nói làm sao nữa. Có lẽ là mọi thứ chớp nhoáng và bất ngờ quá cho nên nó sẽ không chấp nhận được. Thôi bây giờ vậy, cứ để thời gian đi cho nó thư giãn chút xíu à, biết đâu được từ từ á nó hiểu được rồi nó nhận lại bà. Chắc là con nó hận tôi lắm phải không anh? Thôi bà cứ về trên trước đi, rồi từ từ tôi khuyên giải con nó, đừng có buồn. Bà kia, con không nói thôi chứ mà tía biết, tía biết con cũng muốn biết mẹ ruột của con là ai. Thôi thì bây giờ mọi chuyện nó đã là vậy rồi, con cũng đừng có buồn nữa. Con lên Sài Gòn cũng vì muốn tìm má ruột của con thôi mà. Nhưng không thể nào là bà ta được. Làm sao con có thể chấp nhận một người mẹ trước đây nhiều lần hãm hại con? Trước đây con đã từng nghĩ những người giàu có như bà ta sao lại đáng sợ đến như vậy. Con luôn nghĩ mẹ của con phải là một người hiền lành nhân hậu chứ không thể nào giống như bà ta được. Tía biết là con rất là sốc, nhưng con ơi, bà thiệt sự ra cũng đáng thương hơn là đáng trách con à. Trong cái chuyện này á, tía cũng có lỗi một phần. Trước đây á, tía cứ nghĩ là bà không có thương con, nhưng mà không phải vậy. Con cứ nghĩ đi, mọi chuyện á không như tía nghĩ. Thiệt ra thì bà bị thằng Lịch lừa. Con cứ nghĩ đi, thằng Lịch nó lấy cái kỷ vật của con với bà, thấy không? Đưa cho bà thì bà tin chắc chắn rằng là thằng Lịch là con của bà, cho nên là bà mới lo lắng cho thằng Lịch như vậy à. Thì bây giờ lo lắng cho thằng Lịch thì phải bảo bọc cho thằng Lịch. Thì những người nào là kẻ thù của thằng Lịch thì bắt buộc là bà phải dạt ra rồi à. Con thấy như vậy là bà lo cho con bà chứ không phải là không. Nhưng mà bà không biết thằng Lịch lừa bà thôi. Tía à, bây giờ con không muốn nghe ai biện minh về hành động của bà ta nữa hết đó. Con chỉ có duy nhất một gia đình này thôi. Ngoài ra con không muốn biết, và cũng không còn biết tới ai hết. Tía đừng có nhắc tới bà ta trước mặt con nữa. Anh hai, anh hai đừng có vậy nữa. Em thấy anh hai với chị Trinh đó, hai người cứ rầu rầu hoài à, em cũng xót dữ lắm.
Chị Trinh cũng tội nghiệp lắm á. Anh hai đừng có làm vậy. Em đừng có nói nữa được không? Anh không muốn nghe bất kỳ tên của ai ở trong căn nhà đó nữa. Anh đã nói rồi, em chỉ có duy nhất một gia đình này thôi, không còn ai hết. Tía, giờ sao tía? Thôi, để từ từ nó bình tâm lại rồi nó sẽ suy nghĩ khác á con.